Xin chào quý thầy cô, thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý thầy cô cách để chúng ta lồng tiếng vào PowerPoint khi chúng ta trình chiếu. Việc này giúp chúng ta có thể gửi PowerPoint cho học sinh để học sinh có thể tự học, hoặc mình giả sử như là một giáo viên của chúng ta dạy 4 lớp 7 thì mình có thể lồng tiếng vào PowerPoint xong, sau đó mình chỉ việc là bật PowerPoint lên trình chiếu cho học sinh và chúng ta không phải ngồi và nói lại nữa. Rồi mình sẽ đi vào phần hướng dẫn luôn. Thì ở đây mình mở cái PowerPoint lên. Thì mình đã chuẩn bị sẵn cái PowerPoint này rồi. Thì trong mục này, trên cái thanh công cụ này, chọn Slideshow. Và mình sẽ chọn vào Record Slideshow. Thì trong này nó sẽ có hai mục. Thì cái mục đầu tiên này thì có nghĩa rằng chúng ta sẽ lồng tiếng bắt đầu từ cái slide thứ nhất và nó chạy đến slide thứ tư. Đấy. Còn cái phần thứ hai thì nó sẽ là lồng tiếng cho cái slide nào mà mình chọn. Thì mình giả sử như là mình chọn slide thứ 3. Đấy. Thì cái phần thứ hai này khi mình nhấp vào thì nó sẽ lồng tiếng cho cái slide thứ 3 này. Với mình thì mình sẽ chọn cái dòng thứ hai, vì khi mà chúng ta lồng tiếng cho từng slide một thì rõ ràng nó sẽ đơn giản hơn cái việc mà chúng ta lồng tiếng từ đầu và đến cuối slide. Đấy. Rồi, bây giờ mình thử chọn cái slide đầu tiên để mình lồng tiếng xem như thế nào. Rồi, mình chọn cái thứ hai. Start recording. Xin chào quý thầy cô. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý thầy cô cách lồng tiếng trong slide khi trình chiếu. Để chúng ta có thể sử dụng lại dài nhiều lớp khác nhau trong cùng một khối mà không cần phải ngồi giảng lại với cùng một bài. Rồi khi mình lồng tiếng xong thì mình tắt cái bấm dấu X như mình bấm thôi. Còn khi nãy là mình đang lồng tiếng nên là mình không có nói. Rồi như vậy khi lồng tiếng xong thì ở đây nó sẽ có cái biểu tượng loa này. Mình nhấp vào đây. Mình nghe lại thử. Xin chào quý thầy cô. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý thầy cô cách lồng tiếng trong slide khi trình chiếu. Để chúng ta có thể sử dụng lại dài nhiều lớp khác nhau trong cùng một khối mà không cần phải ngồi giảng lại với cùng một bài. Rồi, như vậy thì bây giờ mình trình chiếu lại này. Khi mà có cái loa này rồi thì mình trình chiếu lại xem như thế nào. Xin chào quý thầy cô. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý thầy cô cách lồng tiếng trong slide khi trình chiếu. Để chúng ta có thể sử dụng lại dài nhiều lớp khác nhau trong cùng một khối mà không cần phải ngồi giảng lại với cùng một bài. Đấy, thì như thế thì mình đã lồng tiếng xong cái slide thứ nhất. Thì bây giờ mình muốn lồng tiếng slide thứ hai thì mình nhấp vào đây. Nhấp vào đây. Rồi, sau đó mình lồng tiếng vào, tương tự như thế. Start record. Một nhỏ, số hữu tỷ. Định nghĩa. Số hữu tỷ là số được viết dưới dạng phân số A phần B với AB thuộc Z, B khác không. Quy là ký hiệu tập hợp số hữu tỷ. Rồi, như vậy thì mình cũng đã lồng tiếng xong. Thì bây giờ mình lại nghe lại thôi. Một nhỏ, số hữu tỷ. Định nghĩa. Số hữu tỷ là số được viết dưới dạng phân số A phần B với AB thuộc Z, B khác không. Quy là ký hiệu tập hợp số hữu tỷ. Đấy, như thế là mình đã lồng tiếng xong. Thì cứ tương tự như thế đến với những cái slide tiếp theo. Nhưng mà đây, mình sang cái slide thứ 3 để mình sẽ nói tiếp một phần nữa. Rồi, ở đây mình lồng tiếng thử thế nào. Rồi, mình có slide thứ 3 như sau. Thì ở đây thì mình cũng muốn là quý thầy cô đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Thì nó không có mất phí gì cả. Rồi, và nút đăng ký là ở đây. Ok, xong slide thứ 3. Rồi, mình có slide thứ 3 như sau. Thì ở đây thì mình cũng muốn là quý thầy cô đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Thì nó không có mất phí gì cả. Rồi, mà nút đăng ký là ở đây. Ok, xong slide thứ 3. Rồi, như thế thì mình giả sử rằng cái slide này mình lồng tiếng bị sai. Thì mình sẽ gì? Mình sẽ vào đây. Mình vào clear. Và mình vào trong cái dòng thứ ba này. Thì cái dòng thứ ba này thì nó sẽ xóa đi cái mục mà chúng ta lồng tiếng ở cái slide của chúng ta đang chọn.
Còn nếu như quý thầy cô mà chọn cái mục có chữ on này này thì nó sẽ xóa hết tất cả những cái mà chúng ta đã lồng tiếng. Thì ở đây mình sẽ chọn cái thứ ba. Rồi mình sẽ xóa đi. Đây quý thầy cô xem là nó có cái loa này, mình nhập xóa đi. Rồi mắc cái loa ở chỗ này. Như vậy thì chúng ta muốn lồng tiếng thì chúng ta sẽ tương tự, chúng ta sẽ nhấp vào thằng này, nhấp vào mục thứ hai và chúng ta lồng tiếng trở lại. Rồi như vậy thì mình vừa mới hướng dẫn xong quý thầy cô cách để chúng ta lồng tiếng vào slide khi chúng ta trình chiếu. Và tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn quý thầy cô cách để chúng ta xuất cái PowerPoint này ra dưới dạng video. Thì mình sẽ vào File, chọn Export, vào Create a Video. Rồi tiếp tục mình chọn mục như thế. Thì ở đây thì mình sẽ đặt cái tên file, thì mình đặt là demo chẳng hạn. Rồi và mình sẽ lưu dưới dạng đó là MP4. Mình chọn cái nơi mình lưu, mình chọn là lưu desktop ha. Rồi save. Rồi mình chờ để nó chạy ở dưới này đây quý thầy cô. Như vậy thì mình đã lưu xong. Bây giờ mình sẽ vào phần desktop. Đây, mình lưu với cái tên khi nãy là demo. Mình mở lại nhé. Xin chào quý thầy cô. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến quý thầy cô cách lồng tiếng trong slide khi trình chiếu. Để chúng ta có thể sử dụng lại dài nhiều lớp khác nhau trong cùng một khối mà không cần phải ngồi giảng lại với cùng một bài. Một nhỏ, số hữu tỷ. Định nghĩa: số hữu tỷ là số được viết dưới dạng phân số A phần B với AB thuộc Z, B khác không. Quy là ký hiệu tập hợp số hữu tỷ. Đây, thì cái video thứ ba này thì khi nãy là mình không có lồng tiếng, mình lồng xong rồi mình xóa nó đi rồi. Rồi như vậy thì mình vừa mới chia sẻ đến quý thầy cô cách để chúng ta lồng tiếng vào PowerPoint và cách chúng ta xuất video ra để chúng ta có thể là gửi cho học sinh và có sẵn âm thanh trong đó rồi thì học sinh có thể là tự xem video và tự học thoải mái. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý thầy cô ở video sau. Chúc quý thầy cô sức khỏe.